Hôm nay thì các bé mèo được ăn gì ạ Uyên? Dạ, hôm nay thì các bé mèo sẽ ăn là 3 món. Đầu tiên đó là sẽ là cá hấp, thứ hai đó là tôm hấp và là súp bí đỏ. Ồ. Ngon ha, như cho người 3 món. Tôm là chắc khai vị còn cá bữa chính. Lấy gì? Lấy bò. Chi chiến này được cho khách. Thank you. Cà phê là thương hiệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cà phê Mèo, bắt đầu hoạt động từ năm 2016. Cà phê vinh dự là thương hiệu cà phê mèo đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và chất lượng dịch vụ, trở thành đối tác với Aeon, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, và Central Retail. Cà phê nỗ lực nâng cao dịch vụ như lời tri ân tới khách hàng đã ủng hộ cà phê 6 năm vừa qua.